câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cặp đôi cay và đắng tại quán cà phê. Chú lè. What? Hường nói là cái nước cam của Hường này chú lè à. Ở một góc ngã tư trong thành phố, có một tiệm cà phê nhỏ ấm áp và đáng yêu. Tất cả các loại cà phê mang hương vị khác nhau ở đây đều do cô chủ tự ra nước ngoài chọn lấy. Ta nghe không? Gì? Trời ơi, cái chuyện đang nói về Hường đó. Đó, chú quán cà phê xinh đẹp với Hường đó là Hường đó. Trời ơi, Hường đã làm nhân vật chính của chuyện ngôn tình trên Linda. Stop. Hường hoang đường sau cuộc đời, bà cứ bất bình thường, bà ăn mỡ với tương hay sao cuộc đời bà cứ mơ với tưởng vậy? Ồ, đa chơi chữ à? Trời ơi, tôi giỏi tiếng Việt ghê chưa? Trời ơi, nhưng mà đa nghe đi, nghe kỹ đi, nói về Hường đó. A Pink lựa chọn kỹ càng các hạt cà phê. Với sự kiên trì, đam mê tràn đầy nhiệt huyết của mình. Đó, thấy chưa, The Pink. Pink là Hường đó, là màu hồng đó, là màu Hường đó. Hường đó, lựa chọn từng hạt cà phê nè, đó là Hường kỹ càng nè. Hường, hả? Hường hoang đường, cuộc đời của Hường pha cà phê là không ai bằng luôn á. Mà hả, cái bàn tay là ta nói là cái móng là không bằng ai. Ủa là sao, xấu lắm hả? Dòm lại cái bàn tay của bà đi, nhìn như cái tháp vậy, xẹt ngang, xẹt dọc vậy, bà lễ cái gì mà để đi ghê đó. Thôi ôi, sao mà có con người mà mất vệ sinh như vậy, đi đây tôi làm lại cho. Rồi, cảm ơn Đa. Thật ra Master Nails như tôi mà thấy mấy cái này là ngứa tay ngứa chân lắm, không làm là không có được. Đó, móng tay giờ gớm quá là mình phải đắp móng vô. Đó, wow. Là đẹp nhất. Ui, trời ơi. Ủa cái gì mà bảy sắc cầu vồng luôn vậy? Ờ, vậy nó mới đẹp, cái gu vậy nó mới lạ đó. À, chợ giống quỷ quá hen. Rồi, đưa tiền đây. Ủa gì đó? Cái này chị em trong nhà không mà cũng lấy tiền là sao? Ủa chị em trong nhà hít không khí sống hả? Nhưng mà à, thôi được rồi, mình trả nha. Nhưng mà ly cà phê bù qua được không? Ok. Yeah. Ui da, gì vậy? Ui da. Ui da. Trời ơi, ly cà phê hai cái móng đó được rồi. Cái gì vậy đó? Đồ tôi mua là từ bên Mỹ trở về, cái keo của tôi là nó hết bằng tiền. Ví dụ bà trả tiền nó hít vô này, bà không trả tiền nó bị dao lên vậy nè. Ui da, cái gì đó đỏ vậy? À máu đó. À, trời ơi, Linda con quỷ. Madam Hường, mục đích của tôi trở về đây là tôi muốn mở một cái tiệm nail mà cỡ như tôi đó ha, là phải mở cái tiệm nail lớn nhất cái Sài Thành này. Rồi đó ha, rồi tôi chỉ phục vụ cho quý bà, phu nhân, mệnh phụ phu nhân. Rồi nếu mà đại gia thích là tôi đắp móng thì đè, rồi tôi đắp móng bột luôn đó bà. Nói nghe, ông biết phục vụ ai mà không biết phục vụ ra sao. Như hồi nãy á, với Madam Hường á, mới có 3 giây mà sức móng lợp đợp rồi. Ok rồi, bây giờ Madam Hường sẽ tin tưởng Linda. Bây giờ tính sao tính đi ha. Rồi có gì á thì nói cho Madam Hường phụ PA cho Linda ha. Nhưng mà nhớ nè, riêng làm cho Madam Hường á là miễn phí nghe chưa. Nha. Nhớ đó, miễn phí cho Hường. Cuốn này đọc rồi. Không đọc cuốn này nữa. Nail. Đến với chúng tôi, bạn sẽ có tất cả. Công ty này làm chi làm việc. Có cách rồi. Chào các bạn đã đến với dòng sản phẩm mới của công ty Cát Vì Sao đầy màu sắc. Ủa làm gì nhìn chân chối vậy? Ngơ ngác vậy hả? À, không hiểu đúng không? À, xin lỗi nha, tại vì quên dẫn chứng. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là đôi tai và đây là đôi... À, mang giày rồi không có đôi chân đâu nha, coi đôi tai đỡ đi. Đây là đôi tai, đây là màu sắc mới của công ty của chúng tôi. Màu sắc này á, được lấy ý tưởng từ câu ca dao tục ngữ của ông bà ta ngày xưa, đó là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Và đây là ao nước lã, cái màu nó nhạt như nước ốc. Nhưng mà không sao, đó là một màu nền nã, một màu mà tạo nên cái sự quý phái của người phụ nữ của chúng ta hiện giờ, rất là phù hợp với thời tiết bây giờ đúng không nè. Ủa Linda. Né, chị gặp bạn gì chứ, làm gì đây vậy? Tôi đang đi làm á. Ủa làm gì? Đừng nói mở tiệm cạnh tranh với tôi nha. Bậy bạ, làm gì có. Tôi làm việc bán thời gian đây nè. Bán thời gian là tôi giới thiệu sản phẩm cho người ta nè. Giới thiệu sản phẩm hả? Trời ơi, sơn cái màu này nó mới đẹp nè. Trời, màu này là màu giọt máu đào nè, còn màu này là ao nước lã. Nhạt như nước ốc đó hả? Ủa nhưng mà là gì? Mở tiệm nail hả? Đã nói là bán thời gian ở đây. Bán thời gian, bán hàng đa cấp. Bán thời gian giới thiệu sản phẩm đến tất cả những người phụ nữ. Xin lỗi mọi người nha. Vậy là hiểu rồi, bán hàng ở đây có nghĩa là nhân viên ở đây. Đúng rồi. Trời ơi, biết sao không? Đa tới đây thì đa là muốn là một cái open, một cái... Bà nói tiếng Việt được không? Mở cái tiệm nail. Rồi sao? Bây giờ xin tài trợ nhờ chi đó, có sự giúp đỡ là không biết. Thôi đi bà ơi, tôi bận rộn lắm, bà thấy tôi đang làm việc không? Bao nhiêu khách đang ngồi chờ tôi nè, mọi người đang ngồi chờ tôi, mọi người cần tôi và tôi đang rất là sẵn sàng để chia sẻ với mọi người. Nhưng mà cái chuyện này là chi có tiền.
À dạ mọi người về đi, về đi. Mọi người về đi, tôi đang có việc, bữa khác là bữa khác lại nha, tư vấn nha. Bữa khác mình nói chuyện nha. Sao chị có dạ? Tiền hả? À, chuyện là như vậy nè. Hạnh được biết một hot boy ngôn tình nổi tiếng ở trên mạng như là em vậy đó. Em kể chuyện ở trên blog của em á, nó rất là hay, nó rất là hot, hot lắm luôn á. Nghe cái tiếng của em á, anh cảm thấy đê mê, cảm thấy phê phê. Nhưng mà ra thấy cái hình với cái tiếng á, anh bị giật mình á, hết hồn. Còn em thì không có hết hồn, tại vì cái hình với cái tiếng của anh á, là nó đi theo hướng đó rồi đó. Ừ, đi theo nhau rồi đó. Nó vậy, hình với tiếng nó phải đi đều với em. Anh mời em tới đây có chuyện gì không? Thì đương nhiên có chuyện anh mới mời tới chứ. Anh muốn em làm cộng tác với anh. Cái quảng cáo sơ móng tay của anh á sẽ xuất hiện trên cái blog của em. Hôm bữa anh có gửi một cái mẫu thử cho em á. Em có thử không? Anh nghĩ sao tôi là con trai mà anh gửi sơ móng tay sao tôi thử được? Anh biết, anh biết em là con trai. Dạ. Em là một soái ca. Bởi vậy em cứ review cho anh đi. Anh không để em thiệt đâu. Nhưng mà tôi làm cái blog này không phải là vì tiền. Không vì tiền. Thiệt là nực cười em à. Em ơi, thời buổi này là thời buổi nào rồi? Không có tiền, vậy thì mình hít hương, mình hít hoa để mà sống hả em? Nhìn mặt thằng nhỏ kìa. Sao? Thôi cái này để tôi về tôi suy nghĩ kỹ lại đi, chứ tôi thấy nó kỳ kỳ sao. Suy nghĩ gì nữa? Em chưa hiểu gì về nail đúng không? Để anh kể cho em nghe làm nail là như thế nào. Nail. Bàn tay mình phải khéo. Nail. Nhiều nail không cốc đều. Nail. Tiền để ngăn kéo. Nail. Nèo. Nhìn nèo không có đèn. Có vẻ là anh hít cái mùi sơn móng tay này quá. Anh hơi phấn khích ha. Phải đâu. Tại vì gặp một hot boy như em, anh cảm thấy phấn khích. Bây giờ sao? Anh tính quảng cáo làm sao? Em chỉ cần kể một câu chuyện có hai nhân vật chính gặp nhau tại công ty của anh. Nhưng mà nhân vật nữ chính á dùng sơn móng tay dởm nên bị viêm kẽ móng. Cái vô đây gặp chàng trai đó, đưa cho một chai sơn của Inel. Cô ta lấy ra sơn. À, hết rồi nè. Không còn hôi nữa, không còn viêm. Thế là tình yêu nảy nở từ đó. Mấy cái tình yêu á, anh thích dữ. Cái gì vậy? Ông có bao giờ ông coi cái blog tôi chưa? Ông có biết mấy cái câu chuyện của tôi mà ông nói gì chớt quớt vậy? Nếu không thích hướng đó thì mình chuyển sang hướng khác. Mình phải biết luồn, mình phải biết lách chứ em. Bây giờ mình chuyển qua câu chuyện này. Em muốn kể gì em kể, em muốn làm gì em làm. Nhưng mỗi một chút em thêm cho anh một câu quảng cáo. Inel, hãy đến với chúng tôi, các bạn sẽ được tất cả. Vậy thôi, 30 phút, 80 lần. Vậy là được rồi. 30 phút, 80 lần là không phải quảng cáo. Cái đó là ông đập vô mặt người ta. Quảng cáo gì kỳ vậy? Làm vậy mình mới là sốc, hiểu không? Biết đâu được, đây là bước ngoặt cuộc đời của em thì sao? Một bước lên tiên. Một bước đóng luôn cái blog của tôi thì có. Bây giờ sao? Cuối cùng là em không chịu đúng không? Phải. Đứng lại. Đi đâu? Tôi đi về. Tôi nói cho em biết. Lối ra bên trái, toilet bên phải. Đi đi. Về nhà suy nghĩ rồi trả lời cho tôi biết. Có cần mua gói ôm không? Tôi mua cho một cái suy nghĩ cho nó kỹ. Hay là Đi đây, tôi chấm một cái gọi là cái lỗ đen vũ trụ. Là sao? Có nghĩa giờ bàn tay bạn đang hồng lè hết đúng không? Nghĩa là bình thường là ta lấy cọ ta vẽ đúng không? Không, còn mình chấm lên mà nếu mà mình thấy không đủ phá cách mình đổ tràn lên vậy. Ủa sao bà không đổ vô cái xô, cái chậu vậy? Tôi nhúng hai ra bàn tay tôi vô, tôi rút ra. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Sáng tạo chưa? Linda sẽ làm một cái tiệm nail mà chỉ là nhúng tay vô thôi là ra mắt. Đúng rồi, xong cái mình chùi những cái dư thừa xung quanh đúng rồi, xuất sắc. Trời ơi, đa ơi, đa giỏi quá đa ơi. Nói một cái là đa hiểu, bởi vì hai đứa mình phối hợp rất là ăn ý. Cho nên kết hợp với nhau. Làm gì?
mở một cái tiệm nail như Đa nói. Bây giờ nè Chi, Chi không cần phải khen Đa ở đây. Bây giờ Chi nghĩ cái gì trong đầu, những cái lời hay ý đẹp, Chi nhào vô trong phòng giám đốc, nói cho giám đốc biết là Đa chỉ giỏi như thế nào, rồi bắt đầu cho tài trợ và mở cái tiệm nail. Đa yên tâm, việc gì khó đã có cô Chi, chỉ cần chia tiền quay hồng cho cô Chi mỗi tháng đầy đủ là được rồi. Ok. Ê, cái bóng, cái bàn. Bông bông bàn bàn, bài đó cũng hay. Cái gì vậy? Tôi nói là cái bóng nó giống giống. Nè, tôi nói cho nghe là tôi chỉ quan tâm tới tiền thôi, không ai bóng kể người ta. Không phải. Cái gì? Ý tôi nói cái bóng nó giống giống mà. Giống ai? Giống Mạnh Vũ. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Vũ á, không thuộc thế giới này, thế giới này không dành cho Vũ. Ủa vậy chứ cái thế giới nào dành cho Vũ? Thế giới của Vũ ở nhà. À, những cái thế giới cổ hủ dành đúng cho Vũ. Trời ơi, hot boy ngôn tình tới công ty mình rồi. Ảnh đang đi vào trong kìa. Trời ơi, có cái gì vậy? Trời ơi, Đa có nghe gì không? Đa nghe hết. Trời ơi, hết bồi ngôn tình. Trời ơi, làm sao đã ở Duyên đỡ? Rồi ơi, Duyên tiền đỉnh, có Duyên vợ chồng rồi, trời ơi, sắp lấy người ta rồi. Tôi nói gì vậy? Cái gì? Nói gì ghê? Không nói lỡ, gặp người ta thích mình, mình lấy luôn. Mà khùng quá bà ơi, trời ơi, hết bồi tới cái công ty này. Rồi, giờ sao xem xong, hay là mình đốt cái công ty này đi. Đốt ấy. Đi tới công ty người ta phát biểu gì vậy bà? Vậy giờ đốt công ty rồi tro cốt nó lộn rồi. Sao mà dớt xác ra được? Tôi bối rối quá, tôi không biết làm sao hết. Bây giờ sao đấy? Mình nhào vô trong đó mình coi cái mặt ảnh sao chứ cái giọng là hay quá. Ủa đi đường này dễ vậy hả? Ủa? Không lẽ đi thiệt luôn hả ta? Tưởng là đi toilet thôi chứ. Vậy thôi, anh không cần. Thế ném về nhan sắc thì anh hơn cưng gấp đôi á. Ném về giọng nói anh cũng vậy. Inel, hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ được tất cả. Giọng hơi khàn ta. Giọng khàn thì mình lip sync. Tại sao là một người nổi tiếng lại khó khăn đến như vậy, luôn bị mọi người đeo bám, nhiều lúc chỉ muốn ở một mình mà thôi. Người của công chúng cũng có nỗi niềm riêng. Mấy ai hiểu cho. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ tôi đó, giờ tôi đi. Trời ơi, không lẽ hot boy ngôn tình. Bất thình lình hôm nay tôi mới biết. Sốc đến muốn ống, đến lòng trời lỡ đất. Trời ơi, người mà bấy lâu tôi luôn chửi rủa thì ra là thần tượng của tôi. Không ngờ là có nhiều nỗi khổ đến như vậy. Sao giọng đọc của anh mà có nhiều tiếng trống vậy ta? Nhưng mà đọc cái con gì? Trời ơi! Bây giờ mình sao đây? Mình phải tràn vô đó. Mình tràn vô đi. Giờ tao đếm 1, 2, 3 là vô nha. Ok. 1. Tao rung quá. Tao vô. Cái gì vậy? Anh ơi! Cái gì vậy? Đâu ra vậy? Anh cắn em đi. Anh ký em đi, anh ký tên cho em đi. Ký vô tay đi. Khoan, ký vô đây về tắm bay hết. Ký vô đây nè. Cất cái qua một bên đi, anh nớt cho em đi. Nớt đi, Linda forever in your heart. Thôi, cái gì vậy? Lâm Chi. Dạ. Đây là cái phòng giám đốc, chứ không phải là cái chợ. Mà muốn vô là vô, muốn ra là ra. Ha? Em. Còn ai đây? Ai đây? Hello, my name Linda. I'm from từ Hoa Kỳ. Thôi, nói chung bả là bạn em, ở chung phòng với em và rất là ái mộ anh. Ừ. Đúng rồi, tụi em ái mộ anh lắm. Rồi cái giọng nói gì mà dễ thương dễ sợ, nhưng mà cái mặt ở ngoài hơi hát so với kiểu hot boy, nhưng mà không sao. Anh là giám đốc thì tụi em vẫn quý anh. Đúng rồi, anh ơi, em thành thật xin lỗi anh. Vì những ngày tháng qua, không lúc nào là em không chửi rủa anh cả. Tại vì em không thể chấp nhận được một ông giám đốc vừa keo vừa bần giống như anh. Em sai rồi đó, hôm nay em đã thấy em sai rồi. Em không ngờ em lại chửi rủa một người mà em yêu mến đến như vậy. Em không nghĩ là ở trên cái bập lóc đó là cái giọng của anh nó có thể thanh thánh thoát đến như vậy. Trời ơi anh ơi, em mê anh quá. Quay qua đây nhìn em. Em mê anh lắm, anh biết không? Đưa đây, chụp hình tự sướng với em đi. Chụp hình. 2, 3, thử thách nè. Thôi được rồi, Trời ơi, làm như vậy, anh xử lại đi cái vấn đề quan trọng á, không phải là chụp hình đâu mà là livestream, anh hiểu không? Anh ơi, bây giờ anh xây ra chút này để em ngồi lên đùi anh đó. Em muốn là thân mật với nhau, em muốn là tất cả mọi người biết là em với anh là bạn thân. Rồi á, mọi người sẽ like Facebook của mình. Em thích lắm. Anh ơi, nó tốt cho việc kinh doanh của anh đó, anh hiểu không? Quên! Cái gì vậy? Gì em? Anh có một cục tóc bạc. Có tóc bạc hả? Anh có một cục tóc bạc cho em nhổ cho anh. Khi mình tóc bạc cho anh, nè nè ra. Trời ơi, sao vậy? Sao hết tôi mà để đổi một ngay con mắt để đem lễ nó ra chứ? Phải lòi con mắt ra vậy? Stop! Cái gì vậy?
Ai nói mấy người tôi là hot boy ngôn tình? Tôi là hot boy thiệt, nhưng là hot boy đa tình. Tôi không phải là cái thứ mà nghe tiếng mà không thấy hình nha. Mỗi lần tôi lên club là tôi đầy hình dư tiếng, tràn HD và chuẩn hai file. Vậy cái tiếng đó rồi cái hình đâu? Chắc cái tiếng nó tự đây ra nè. Hả? Ủa vậy cho hỏi một lần nữa, là hồi nãy á là nghe đồn là có hot boy lên cái công ty của mình, rồi bây giờ hot boy đâu? Anh trả lời em đi. Anh sẽ trả lời với em rằng lối ra ở bên trái, toilet nằm bên phải, hot boy đi chính giữa. Cứ thẳng giữa mà đi em, thẳng chính giữa mà đi. Chừng nào mà thấy được mà bầu trời ánh sáng á là em thấy được hot boy, cứ thẳng đó mà đi em ơi. Ok, Gia Quyến đồng tả lễ. Lại ba lại. Anh ơi, em nghĩ là anh rất là mệt mỏi. Em có thể massage cho anh không? Anh ơi, đây là cơ chế rung cơ tay để anh có thể thoải mái hơn. Anh ơi, anh có thấy dễ chịu hơn không? Em ơi. Dạ. Em muốn làm gì vậy? Dạ. Em muốn làm gì vậy? Em nào có muốn gì đâu. Thật ra em cũng muốn mở một cái tiệm nails. Nó rất là phù hợp với cái thương hiệu nails của anh đó. Nên em muốn xin một chút ít gọi là tiền, người ta gọi là tài trợ đó anh. Tại vì em thấy không có đối tượng nào mà phù hợp như anh. Bởi vì anh có một cái tiệm nails lớn. Em. Dạ. Muốn anh tài trợ cho em. Dạ. Hồi nãy em mới chửi anh. Bây chửi giờ em vô xuống tài trợ. Xin lỗi em, có khách giếng, Gia Quyến đồng tạ lễ. Lại ba lại. Biết. Anh à, anh phải đứng tiễn dông em mới đi được. Tiễn dông. Anh chửi em. Ủa, cái dông con này cũng nặng lắm nè. Chứ sao nãy tôi gặp quỷ gặp ma không vậy trời. Dạ dạ. Vâng. Dạ. Ok ok ok. Có gì hay vậy? Có gì vui vậy? Có tiền vô tài khoản vô. Chia sẻ đi. Mới bị đuổi việc ngay vậy luôn. Bây giờ tôi mất tài trợ hết trời. Thiệt quá. Không giám đốc gì mà ích kỷ vậy. Mình làm ăn được thì người ta xin vài trăm triệu tài trợ. Có gì đâu không cho. Không cho đã đành. Bây giờ họ đuổi người ta ích kỷ đồ nhỏ mọn. Thứ quỷ yêu gì đâu không. Nín đi. Cái chuyện đó không quan trọng. Sao vậy? Đối với cô Chi, làm giàu không khó. Không có việc này, cô Chi sẽ tìm việc khác cô Chi làm. Không gì cả. Cái vấn đề tôi quan tâm ở đây đó chính là, dù lúc nãy tôi thấy rõ ràng cái dông vật dờ vật dưỡng trong cái công ty này là Mạnh Vũ. Tại sao Mạnh Vũ lại vào đây? Tại sao Mạnh Vũ lại vào đây? Có ai giải thích cho tôi biết không? Tại sao Mạnh Vũ lại vào nơi này? Tôi không biết. Tôi không biết tại sao Mạnh Vũ vào đây. Tôi chỉ biết là bây giờ Chi thất nghiệp. Tôi bị thất nghiệp rồi. Tôi đã cố tình đánh ra chuyện khác để tôi quên đi cái nỗi đau đó, mà tại sao cứ khơi lại hoài vậy hả? Chi thất nghiệp. Chi thất nghiệp. Chi thất nghiệp. Chi thất nghiệp. Chi thất nghiệp rồi. Tôi thất nghiệp rồi. Tôi thất nghiệp rồi. Trời ơi, tôi thất nghiệp rồi. Tôi thất nghiệp rồi. Trời ơi. Đến tôi. Ông làm gì vậy? Bà mới làm cái gì vậy? Bà vô phòng ta làm gì? Tôi... lói vậy? Thì tôi vô đây ra. Không phải là vô lý mà tôi vô đây. Cái lý do là hôm bữa tôi thấy ở trong công ty tôi lấp ló dáng của Vũ rất là giống Vũ. Tôi có những thắc mắc, tại sao Vũ đến công ty của tôi làm gì hả? Bà rảnh quá bà đi điều tra người ta luôn á hả? Không, nhưng mà tôi có lý do đàng hoàng. Tôi có hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất là Vũ thích tôi, Vũ đi theo tôi, Vũ đến công ty để tìm tôi. Nhưng mà Vũ không đủ can đảm để gặp tôi nói chuyện với tôi. Giả thiết thứ hai là chỗ công ty nail của tôi chỉ dành cho đàn bà con gái thôi. Vũ vô đó làm gì? Hả? Vô đó làm gì? Chẳng lẽ Vũ là gay? Dạ, có nguy cơ Vũ sẽ thích ông. Nè, tôi nói cho bà biết. Cái giả thuyết thứ nhất bà nên loại khỏi cái đầu của bà đi. Bởi vì bà đã đọc quá nhiều, hoặc là bà đã nghe quá nhiều cái câu chuyện ngôn tình sến súng kim chi cà phá của bà rồi. Bà mơ tưởng một anh chàng soái ca sẽ bước đến với cuộc đời của bà. Không bao giờ có gì đó. Còn tôi nghĩ là giả thuyết thứ hai thì nhiều khi cũng hợp lý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nét đẹp của tôi là nét đẹp như vào lịch sử biết đâu Vũ thích tôi thì Nè Huy, làm ơn bớt ca ngợi về cái nhan sắc của mình nha. Tại vì cái nhan sắc của mình nó cũng tầm thường thôi. Nó cũng không có được cái dạng gọi là cao lắm đâu. Cho nên là bớt ca ngợi lại đi. Nhưng mà tôi có một giả thiết thứ ba nữa. Biết đâu không cần phải nhón chân,
tôi cao hơn. Vũ là hot boy, ngôn tình thần tượng của tôi, nhưng mà không phải đâu. Tôi chắc chắn điều đó sẽ không phải. Tôi cũng nghĩ không thể nào phải được. Tại vì trốn trốn ủa nãy mình đi mình quên tắt đèn hết trời. Không biết có ai vô phòng mình lục lọi gì không ta? Thôi để chắc ăn, chắc phải đi báo công an. Ê, đừng, đừng, đừng báo, đừng báo, đừng bắt mấy anh công an lại. Hai người làm cái gì trong phòng tôi vậy? Tôi ở đây làm gì vậy ta? Tôi đang lau nhà. Ủa tại sao tôi lại ở đây vậy ta? Cái phòng bừa quá nè, tôi đang, tôi đang giận. Tại sao tự nhiên tôi lại ở đây vậy nhỉ? Ông đang lau nhà hả? Tôi xong rồi. Tôi đi về nha. Tự nhiên sao tôi lại ở đây vậy ta? Đúng rồi. Hôm bữa đó là tôi đọc cuốn sách này nè. Cái xong cái tôi thấy nó hay quá. Trời, cuốn sách này mắc cười ghê vậy đó. Đọc vui ơi là vui luôn. Cái hôm nay tôi muốn qua tôi mượn lại để tôi đem về tôi đọc. Cuốn đó là cuốn danh bạ điện thoại. Thôi tôi về phòng nha. Tôi cũng không biết tôi qua đây làm gì nữa. Cô chăm chỉ làm việc trong một tiệm nail. Thật ra làm nail không giàu cũng không nghèo. Chỉ cần siêng năng chăm chỉ một tí là sẽ kiếm được nhiều tiền. Rồi, mình kiểm tra coi mình còn thiếu cái gì nữa hay không nè. Wow, cái tường này nó bị trống quá. Hay là Madame Hường sẽ để cái ảnh của Madame Hường tại đó. Bóp, treo cho cái tiệm nó bớt ế. Rồi, ok, bao nhiêu đây là được rồi đúng không? Rồi, kể từ ngày mai thì cái tiệm này của Linda Kali sẽ chính thức hoạt động. Và để mở hàng, khoan, Madame Hường sẽ mở hàng cho cưng. Lì xì. Không, mở hàng là sẽ đưa tay cho cưng Vũ. Đặc biệt, cưng sẽ đắt khách từ đầu năm cho tới cuối năm nè. Vũ đi. Nè, Linda sẽ đắt khách từ đầu năm cho tới cuối năm với điều kiện là Madame Hường bớt khai trương, bớt mở hàng, biến đi. Đẹp cái bộ móng. Tôi hy vọng rằng cái tiệm nail này sẽ trở nên hoành tráng và mình có nhiều khay nail hơn nữa và nhiều khách hơn nữa. Mãi vô, welcome.